Ngọc Hân xin kính chào quý khán giả thân thương của đài truyền hình Vietface TV. Kính thưa quý vị, đối với những khán giả yêu thích trung tâm Thúy Nga thì có một cái tên mà có lẽ quý vị đã quá yêu thương và thân thuộc cho đến giờ phút này, đó chính là cái tên của designer Thái Nguyễn. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với Thái Nguyễn và với những người đã yêu thương và ủng hộ anh trong suốt những thời gian vừa qua. Ngày hôm nay sẽ đánh dấu ngày khai trương của Thái Nguyễn Atelier cũng như là Tem World Boutique Store in Costa Mesa, tiểu bang Cali ở tại Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay thì tất cả những người partner, những người bạn, những người khách hàng thân thiết cũng như là tất cả những đài truyền hình, truyền thông media đã có mặt tại đây để cùng chung vui và cùng chúc mừng designer Thái Nguyễn. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi và chứng kiến giây phút cắt băng khai trương Thái Nguyễn Atelier và Tem Your Daily Style Boutique in Costa Mesa. Yeah. Yeah. Một, hai, ba, go! Tất cả mọi người, và ngày hôm nay Nguyễn Hồng Nhung đang đứng ở lễ khai trương rất là lớn của hai thương hiệu lớn Thái Nguyễn Atelier và Tem World. Cũng như là Thái Nguyễn thì như quý vị biết là một người bạn rất là lâu năm của Nguyễn Hồng Nhung, và ngày hôm nay được đứng ở đây để mà nhìn thấy bạn mình lớn mạnh như thế này thì đó là một điều hết sức tuyệt vời, và Nhung cũng cảm thấy rất là xúc động. Một lần nữa xin chúc mừng Thái. Yay! Và chúng ta sẽ còn tiếp tục con đường với nhau thêm mấy cái mười mấy năm nữa, và Thái Nguyễn sẽ luôn luôn không phải chỉ là một người bạn đồng hành trong thời trang của Nhung đâu, mà còn là một người bạn chia sẻ trong cuộc sống của Nhung nữa. Và quý vị hãy mừng cho Nhung cũng như cho Thái, cho tất cả những anh chị em nghệ sĩ ở tại hải ngoại và cũng như những ngôi sao hàng đầu thế giới vẫn đang tiếp tục tin tưởng vào sự tài năng của Thái Nguyễn. Thưa quý vị, một nhà thiết kế Việt Nam và là một điều rất tự hào của người Việt Nam của chúng ta. Một lần nữa xin chúc mừng bạn yêu, xin chúc mừng Thái Nguyễn. Và ngày hôm nay thì Nhung mang gia đình nhỏ của mình đến đây để chúc mừng Thái. Xin được chia sẻ cảm xúc này và xin chào và tạm biệt, và chúng ta vẫn còn tiếp tục trên con đường nghệ thuật đồng hành với nhau. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, xin gửi lời chào tất cả quý vị đang xem chương trình ngày hôm nay. Thì Vâng có vài lời để chúc mừng đến Thái Nguyễn trong cái ngày khai trương và kỷ niệm 10 năm thương hiệu Thái Nguyễn, cũng như là cái thương hiệu, cái idol của mới của Thái đó là Tem. Nên là trong cái chương trình giới thiệu hôm nay thì Vâng xin gửi lời chúc mừng đến Thái, cũng như là chúc Thái lúc nào cũng phát triển hơn về cái sự nghiệp của mình, và được đông đảo giới mộ điệu sẽ đón nhận cái thương hiệu của Thái Nguyễn. Và một lần nữa thì cảm ơn, bởi vì Thái sẵn đây thì Vân cũng xin cảm ơn Thái rất là nhiều, bởi vì lúc nào mà Vân cần quần áo mà diễn ở trong chương trình của Thúy Nga thì lúc nào Thái cũng là cái người làm cho Vân đầy đủ từ đầu đến cuối những cái tiết mục, cũng như là những cái idol của Thái, như là idol mới của Thái thì Vân cũng thường xuyên là mặc mỗi tháng một cái bộ đồ mới, đó là cái hiệu Tamer. Nên là đó là cái chương trình mới mà quý vị có thể là tham gia, đó là VIP member. Nên là Vân mong rằng quý vị sẽ cũng giống như Vân ủng hộ cho Thái Nguyễn với cái idol mới này.
Và một lần nữa thì Vân xin chúc mừng Thái, và chúc thương hiệu Thái Nguyễn sẽ được lan rộng hơn trên khắp thế giới và thế giới nói chung và người Việt Nam mình nói riêng. Một lần nữa Vân xin cảm ơn rất nhiều và thank you quý vị. Đỗ Trinh Dung xin chúc mừng anh Thái Nguyễn khai trương Hồng Phát. Chúc mừng cho Thái Nguyễn 10 năm và hơn thế nữa thành công và luôn luôn sáng tạo. Chúc mừng em. Chúc mừng Thái Nguyễn. Hôm nay rất là vui được đến đây để dự bữa tiệc kỷ niệm 10 năm mà cũng là một cái bữa tiệc khai trương cái địa điểm mới của Thái Nguyễn. Ba anh em chúc cho em Thái Nguyễn ngày càng phát triển hơn nữa, đi xa cả thế giới luôn để cho người Việt Nam mình được hãnh diện nhiều hơn nữa. Chúc mừng Thái vào your grand opening of your new line nha Thái. Chúc Thái thêm những cái thành công mới thật là nhiều hơn nữa. Và những người bạn của Thái trong bao nhiêu năm nay rất là hãnh diện vì Thái. Congratulations Thái. Chúc mừng. Xin kính chào quý vị khán giả đang xem đài Vietface TV. Hôm nay Hồ Lệ Thu đến đây để chúc mừng cho Thái Nguyễn grand opening một cái tiệm mới rất là hoành tráng, rất là đẹp. Thu thì mấy năm nay rồi, chắc cũng gần cả chục năm nay là đều mặc đồ design của Thái Nguyễn. Thu rất là thích những cái design của Thái. Mỗi cái design nó có một cái nét đặc trưng riêng mà cái bộ đồ phải nói gọi là theo người Việt Nam gọi là không đụng hàng. Cho nên là mỗi khi mà Hồ Lệ Thu lên sân khấu thì cái bộ đồ nó rất là stand out và rất là đặc biệt. Hôm nay đến đây với một cái tiệm mới Thái Nguyễn Atelier, bên này gọi là Tim Your Daily Style. Tim là love, I love you, tiếng Tây đó. Thu cũng đã ở Pháp rồi thì Je t'aime, đây chỉ thiếu chữ sure thôi, Je t'aime. Mà Thu nghĩ là tất cả mọi người sẽ yêu thích những design của Thái Nguyễn. Đặc biệt là hiện tại những design của Thái Nguyễn đã bước vào thị trường Hollywood, thị trường quốc tế và đã được rất là nhiều celebrity, những người nổi tiếng của Mỹ mặc những trang phục của Thái Nguyễn trong những cái dịp rất là quan trọng. Cho nên là Hồ Lệ Thu xin chúc mừng Thái Nguyễn với bước thành công này và mong là trên thảm đỏ của toàn thế giới, tất cả những cái giải Oscar, những cái giải rất là lớn của thế giới thì tên Thái Nguyễn sẽ quen thuộc với tất cả những người nổi tiếng trên toàn thế giới. Thái Nguyễn Nhuận, Christine Thùy Hương xin chúc mừng Thái rất là nhiều success với team The Daily Style và Thái Nguyễn Atelier. Congratulations! We're so proud of you! Your 10-year anniversary! We love you! Love you, Thái! Hôm nay là ngày khai trương thương hiệu Tim và kỷ niệm 10 năm thành lập của thương hiệu Thái Nguyễn Atelier. Nhĩ xin chúc cho anh Thái ngày càng thành công hơn nữa trong lĩnh vực thời trang mà anh đã lựa chọn. Biết Thái từ rất lâu rồi và những trang phục mà Thái design lúc nào cũng rất đặc biệt, thể hiện cá tính riêng của anh. Một lần nữa chúc cho anh Thái ngày một thành công hơn và càng ngày càng tỏa sáng trong lĩnh vực của anh chọn. Hello Thái, hôm nay lại đến để chúc mừng Thái khai trương Hồng Phát và làm ăn thật là phát tài. Chúc mừng. Hello, Minh Tuyết đang đứng trước cửa tiệm của nhà thiết kế Thái Nguyễn tại đường Harbor 3303 ở Costa Mesa và hôm nay là rất là hân hạnh khi mà đến đây để dự cái ngày khai trương của tiệm Time World, right? Và quen biết Thái Nguyễn chắc cũng phải nói rằng là 15 năm hơn từ ngày mà Thái mới bắt đầu gia nhập vào ngành fashion của người Việt Nam tại hải ngoại cũng như là của Celebrity trung tâm Thúy Nga thì Minh Tuyết đã quen biết Thái Nguyễn rồi và lúc đó thì vẫn còn nhớ cái ngày mà Thái làm cái đầm đầu tiên cho Minh Tuyết quay trong video của trung tâm Thúy Nga. Lúc đó Thái rất là phải nói như thế nào ta, rất là bỡ ngỡ nhiều thứ và rất là
không mấy tự tin. Nhưng mà ngày hôm nay thì Thái Nguyễn không còn là Thái Nguyễn của ngày xưa nữa, mà Thái Nguyễn là một người rất là thành đạt, rất là thành công, không những ở trong thị trường của Việt Nam, của hầu hết tất cả các celebrity Việt Nam, mà Thái Nguyễn còn bay xa và bay cao hơn nữa ở thị trường của Hollywood. Hiện nay Thái Nguyễn đã thiết kế rất là nhiều những cái bộ quần áo rất là đẹp cho các celebrity của Hollywood. Và hôm nay là cuối cùng thì Thái Nguyễn cũng đã ra được một cái line fashion riêng cho mình. Thì hy vọng rằng là cái sự thành công của Thái Nguyễn vẫn tiếp tục mỗi ngày mỗi nhiều hơn và thăng tiến hơn, lan rộng và bay cao, bay xa hơn nữa. Chúc cho em lúc nào cũng thành đạt. Và chị cũng rất là vui bởi vì ngay từ cái ngày đầu tiên quen biết Thái thì Thái cũng đã ước mơ mình sẽ có một cái line quần áo cũng như là một cái sự thành công nhất định trong cái ngành nghề của mình. Và ngày hôm nay Thái đã làm được điều đó và chị Tuyết rất là mừng. Hy vọng rằng là khi mà Thái càng nổi tiếng hơn, càng bay cao bay xa hơn, càng busy hơn, nhưng đừng quên may đồ cho chị Tuyết. Hi Thái Nguyễn, yeah. Italia, Tim, we love you Thái Nguyễn, and chúc cho Thái lúc nào cũng thăng hoa, lúc yeah. nào cũng coi như là the best in fashion vista. Yeah. Chúc mừng Thái Nguyễn. Chúc mừng em trai quá tài giỏi, talents. Good job and congratulations em. Yep. Congratulations em nữa nha. Em thì bây giờ ai cũng biết rồi, và tụi chị thì chúc em thành công hơn nữa, không những cho cộng đồng Việt Nam mà cả thế giới nhá. Dọn ra tới đây là chuẩn bị vô mainstream rồi. Chúc bạn của tôi lúc nào cũng được thành công và nhiều thắng lợi, một vốn bốn lời. Chị có quá đáng không? Yeah. Thái ơi, we so proud, proud of you em. Quá giỏi luôn, quá tài. Thank you. Thái Nguyễn, love you. Sương xin được chúc mừng Thái, một người bạn của Sương, một nhà designer, một niềm tự hào của con người Việt Nam. Và xin cho Thái 10 năm kỷ niệm thật là ý nghĩa, và chúc cho Thái luôn luôn thành công, luôn luôn đẳng cấp và luôn luôn sáng tạo. Thái Nguyễn xin thân mến kính chào quý vị khán giả của đài Vietface TV. Thật sự là ngày hôm nay là Thái Nguyễn rất là vui, mặc dù là mình rất là mệt nhưng mà rất là vui, là tại vì nguyên 3 tuần ngày qua, 3 tuần qua là Thái Nguyễn đã dọn tới một cái chỗ mới. Đây là một cái ngôi nhà mới, một cái nơi làm việc mới của Thái Nguyễn, một cái showroom Thái Nguyễn Atelier và thương hiệu Tem combine lại thành một. Ngày hôm nay là một ngày để mà vui mừng, celebrate được Thái Nguyễn Atelier đã ra đời 10 năm vừa rồi. Hôm nay là đúng 10 tuổi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị đã nuôi nấng và ủng hộ cho Thái Nguyễn Atelier lên tới ngày hôm nay được 10 tuổi. Và cũng đồng thời là giới thiệu đến quý vị một cái showroom mới của Thái Nguyễn Atelier. Ở phía sau và phía trước là một cái showroom của thương hiệu Tem, là thương hiệu thứ hai của Thái Nguyễn. Với khi quý vị bước tới một cái thành phố Costa Mesa ngay góc đường của Harbor and South Coast Drive, quý vị sẽ thấy được một cái showroom của Tem mà quý vị có thể đến để thử và mua áo đầm ngay tại chỗ. Và đi vô bên trong là Thái Nguyễn Atelier, là một cái nơi là quý vị phải lấy hẹn thì mới gặp được Thái Nguyễn để mà có một cái sự tư vấn về thời trang cho những cái ngày trọng đại như là đám cưới, special occasion, thảm đỏ. Và quý vị sẽ thấy rất là nhiều nghệ sĩ tài tử sẽ đến với Atelier, và mong quý vị hãy đến với một cái location mới, một cái chỗ làm việc mới, một cái showroom mới, một cái studio mới của Thái Nguyễn Atelier và Tem World. Và cuối cùng là Thái Nguyễn xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn Trung tâm Thúy Nga đã mang tên của Thái Nguyễn rất là gần đến cho quý vị khán giả qua hệ thống, qua cái những chương trình của Trung tâm Thúy Nga và bây giờ là hệ thống của Vietface TV, mà Thái Nguyễn rất là vui mừng khi có một cái vai trò của mình để làm một cái chương trình là Weekly Style trên đài Vietface TV. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều và mong quý vị hãy đến thăm cái showroom mới này và hy vọng sẽ gặp được quý vị ở đây tại ngôi showroom với Thái Nguyễn. Xin cảm ơn quý vị.